Các anh chị nhà phân phối và khách hàng thân mến, Diamond là một trong những danh hiệu vô cùng cao quý trên con đường sự nghiệp tại Amway. Và để có thể vươn tới danh hiệu Diamond và tiến tới tự do tài chính, Diamond Nguyễn Thị Giang đã phải cố gắng, nỗ lực và vượt qua rất nhiều rào cản để có được những thành công trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, những sự bứt phá đó đã chấp cánh cho cô trở thành Diamond cao quý của Amway Việt Nam ạ. Và trở thành Diamond cao quý đầu tiên của vùng cao nguyên Lâm Viên ạ. Và các anh chị có tò mò muốn biết là bí quyết thành công và công thức thành công của Diamond Nguyễn Thị Giang của chúng ta không ạ? Anh chị nào tò mò muốn biết thì các anh chị giơ tao cánh tay của mình được không ạ? Và một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Và không để cho tất cả các anh chị nhà phân phối và khách hàng chờ đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía sân khấu để cùng nhau vén bức màn bí mật này các anh chị nhé. Cơ duyên mà tôi đến với Amway rất là tuyệt vời. Ở cái tuổi xế bóng mãn chiều, càng hiểu Amway, càng đi sâu vào môi trường Amway thì tôi lại càng cảm thấy rất là hứng thú. Cho nên khó khăn không làm chúng tôi lùi bước mà chỉ làm cho chúng tôi quyết tâm hơn mà thôi. Mình muốn làm thành công thật nhanh để có thời gian chăm sóc bố mẹ mình tốt hơn. Và mình muốn thành công thật nhanh để con cái mình nó nhận ra con đường và cùng với mình tiếp bước. Tôi tham gia Amway vào đầu năm 2012. Đến tháng 3 năm 2013 thì tôi đạt cấp độ Silver. Tháng 9 năm 2013 thì tôi đạt cấp độ Platinum. Tháng 7 năm 2020 tôi đạt cấp độ Emerald. Và tháng 8 năm 2021 thì tôi đạt cấp độ Diamond. Hiện tại thì cuộc sống của Diamond đã rất là thanh nhàn rồi. Chúng tôi đã chủ động được về sức khỏe và tự do về tài chính. Và tôi xin chân thành cảm ơn những đồng đội đã tin tưởng và đi theo chúng tôi trong suốt thời gian qua. Dẫu biết con đường này còn rất nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì không bỏ cuộc, quyết tâm bứt phá giới hạn của diện của mình thì thành công sẽ tới. Và chúc các bạn thành công. Cơ duyên mà tôi đến với Amway rất là tình cờ. Cách đây đã hơn 15 về trước thì tôi phát hiện ra đằng sau những sản phẩm này là một cơ hội kinh doanh. Từ một người chỉ muốn dùng sản phẩm chất lượng, khi
Xin chào ban giám đốc công ty Amway, toàn thể nhân viên Amway. Xin chào toàn thể nhà phân phối, khách hàng nhà phân phối và các vị khách mời đã có mặt trực tiếp tại sân vận động Phú Thọ và các bạn ở trên toàn quốc đang theo dõi live stream tuyệt vời đêm nay. Các bạn có khỏe không? Bên này có khỏe không? Các bạn bên này có khỏe không? Các bạn trên khán phòng kia có khỏe không? Các bạn đang theo dõi live stream, các bạn có khỏe không? Hãy thả nhiều những comment, những chàng tim, chàng like. Các bạn không đến đây được, nhưng các bạn ở trong team chúng tôi. Xin chào tất cả nhà Amway. Một buổi tối rất tuyệt vời và một cảm giác rất khó tả. Để mà có một cái chương trình hoành tráng như thế này, thì ban giám đốc công ty Amway, toàn bộ các phòng ban, và đặc biệt là đối tác của chúng ta, đó là bên Sen Vàng, đã chuẩn bị gấp rút trong cả một thời gian rất là dài. Và chúng tôi được chứng kiến những giọt mồ hôi đã rơi, cái sự nỗ lực cống hiến hết mình để chúng ta có cái buổi ngày hôm nay. Cho nên tôi mượn một bàn tay các bạn để mà cảm ơn ban giám đốc Amway và ekip chương trình đã tạo ra một chương trình không thể tốt hơn như thế này ạ. Các bạn đến đây rồi, không biết các bạn ở ngành nghề nào, cũng không biết các bạn đang dùng sản phẩm của hãng nào. Chúng ta là một nhà. Hôm nay đến đây chúng ta chia sẻ cho các bạn một cái thông tin mới, một cái cơ hội mới thông qua tiêu dùng sản phẩm Amway. Có thể cải thiện sức khỏe của bạn, có thể làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn. Cho nên có thể sau cái buổi này, các bạn có thể không cần là Amway, nhưng mà các bạn cũng thấy được cái tấm lòng của người Amway, đó là những tấm lòng hiếu khách và luôn luôn dang rộng cánh tay để chuẩn bị đón những người con gia nhập vào gia đình Amway. Tôi đến với Amway rất là tình cờ. Cho đến giờ phút này thì tôi vẫn khẳng định là tôi gặp may. Vào năm 2012, lúc đó tôi đã 53 tuổi rồi. Và nhân một lần đi mua vé máy bay cho con mình về Bắc, tôi được một cô nhân viên bán vé máy bay giới thiệu cho mình về sản phẩm Amway. Và tôi thích cái cách chuyên nghiệp và nhiệt tình của cô ấy, cho nên tôi dùng thử sản phẩm. Cho đến ngày hôm nay bạn muốn làm Amway, bạn phải làm cho người ta thích bạn vì cái sự chân thành, cái sự nhiệt tình, cái sự chuyên nghiệp, đúng không ạ? Tôi không có gọi là quá ấn tượng lắm. Thích người đó mà mua thôi. Nhưng mà sau đó thì con trai tôi có nói rằng là: mẹ ơi, sản phẩm Amway, kem đánh răng Amway nó tốt thật đấy. Làm cho con bây giờ là hết chảy máu chân răng. Và tôi nói là ừ, nếu mà nó tốt thì mẹ mua tiếp cho mà dùng. Và câu chuyện tưởng như đến đó là xong. Nhưng mà sau khi đến môi trường Amway, tôi nhớ không quên cái lần mà tôi dự hội nghị đầu tiên ở quân khu 7, nhỏ hơn quy mô như thế này rất nhiều. Vừa mở cánh cửa bước vào,
tôi vô cùng kinh ngạc. Có một môi trường như thế này hay sao? Những con người rất là thân thiện, những nụ cười, những cái bắt tay không quên cả. Và trong ánh mắt họ có một cái khát vọng thành công, cháy lên một ngọn lửa ước mơ. Đã khuya rồi mà mọi người ngồi im tăm tắp, vỗ tay theo nhịp điệu. Và tôi yêu và tôi tan vào môi trường đó ngay lập tức. Các bạn mới thân mến, các bạn đến đây có cảm nhận như tôi không ạ? Nếu các bạn cảm nhận như thế, các bạn sẽ là Diamond ạ. Cho nên tôi vì thích tính cách của người chia sẻ sản phẩm để mà dùng thử Amway. Và tôi vì thích cái môi trường tích cực này, tan vào nó và quyết tâm thành công với Amway. Lúc đó thì tôi thấy rằng rất nhiều người trong xã hội họ có thể thành công. Tôi bảo tại sao lại có một nơi công bằng như thế này? Người ở địa vị cao, người ở địa vị thấp, người già, người trẻ, người giàu, người nghèo đều thành công. Và càng tìm hiểu, tôi nhận ra Amway có một cái giá trị mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Chỉ thông qua một cái thay đổi tiêu dùng, bạn thấy tốt, bạn nói ra. Và khi bạn nói ra rồi, thì coi như bạn là một cái người truyền thông tin. Và những cái người đó người ta cũng thấy tốt, người ta nói ra. Và cuối cùng bạn từ một người tiêu dùng trở thành một nhà kinh doanh, trở thành một người có thể sở hữu mạng lưới hệ thống để đời cho con cháu sau này. Và môi trường này là môi trường có người giúp đỡ, môi trường tích cực. Và tôi hạ một quyết tâm, tôi cần giá trị này, tôi cần một sự đảm bảo, tôi cần phát huy giá trị của mình về già. Các bạn biết là người già không sợ chết, các bạn không hề sợ chết. Họ sợ mất đi cái giá trị của họ. Và trong lúc đó, trong lòng tôi đã quyết dấn thân vào sự nghiệp này và quyết tâm thành công lớn với Amway. Và sau đó thì 10 năm rồi, không hề dễ dàng các bạn. Tôi tính rất là nhanh, việc bán sản phẩm, việc dùng sản phẩm tôi làm được, việc tìm khách hàng tôi làm được, và hướng dẫn người khác làm giống mình tôi cũng làm được. Nhưng mà sự thật không như mơ. Cho nên trải qua rất nhiều khó khăn. Và vẫn có ngày hôm nay. Bây giờ thì cuộc sống rất an nhàn. Rất an nhàn. Tôi rất hài lòng với nó. Và tôi muốn gửi một lời cảm ơn tới người tuyến trên của tôi. Người đó chưa bao giờ làm Amway, nhưng cô ấy đã bắt nhịp cầu để cho tôi đến với Amway. Và ngày may mắn đó, tôi không ngờ tôi gặp quý nhân. Cho nên các bạn ngày hôm nay đến đây, được một người nào đó mời đến đây, không hiểu không quan trọng. Nếu một ngày nào đó bạn bế tắc, bạn cần hãy quay lại với người đó. Quý nhân của bạn đang ngồi cạnh bạn đấy ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn để tôi cảm ơn quý nhân của đời tôi, đó là em Lê Thị Thủy Trâm. Và rồi câu chuyện tôi kể với các bạn ngày hôm nay có tựa đề Sự nghiệp Amway của tôi. Khi tôi lên Diamond á, thì anh Huỳnh Thiên Triều sửng sốt luôn. Hả? Cô ở đâu ra vậy? Con kết bạn Facebook với cô cũng chả đồng ý. Cô làm gì con không hay. Ngàn lần xin lỗi cô. Chân tới đi du lịch con sẽ bù. Và rất nhiều người gọi điện hỏi tôi rằng cảm giác lên Diamond nó như thế nào.
Làm Amway có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Và hạnh phúc là trên một con đường đi đến thành công, chứ không phải cái thời khắc bạn thành công. Và bắt đầu nghĩ là Amway đã vất vả rồi, bây giờ trả lời câu hỏi này lại càng khó trả lời hơn. Cho nên khi các bạn thành công, một cảm giác rất khó tả, nó phủ trùm toàn bộ con người của bạn, đó là sự biết ơn. Và các bạn thân mến, bản chất sâu xa của hạnh phúc là lòng biết ơn. Bạn cứ biết ơn đi, bạn sẽ hạnh phúc. Hỡi các bạn muốn hạnh phúc không ạ? Hãy biết ơn đi, hãy quay sang trái, quay sang phải, cảm ơn người đã dẫn bạn đến đây, đã phải 5 lần 7 lượt đưa bạn đến đây ạ. Đây là người mà không còn sống nữa, nhưng mà chúng tôi rất là biết ơn. Khi mà bạn phải biết ơn cái người đã khuất ấy, thì cái sự biết ơn đó nó rất là muộn màng. Và thật sự nó phải đem lại cho bạn giá trị đó. Cách đây cả 100 năm rồi thì người đàn ông này đã cảm nhận rằng, một mình ngài đã cảm nhận rằng con người và thiên nhiên hòa trộn là một. Và tất cả những cái gì của thiên nhiên sẽ phục vụ được con người. Và cái viên thực phẩm bổ sung đầu tiên do ngài nghĩ ra. Và chính cái nhờ cái viên đó mà ở tuổi 63 mới như thế này, đúng không ạ? Tôi và chị Xuân Mai vừa ngồi bên nhau ngậm ngùi lắm, nắm chặt tay nhau. Chị Xuân Mai nói là em giành cái ngôi diamond lớn tuổi nhất Việt Nam đã mấy năm. Chị ở đâu trên cao nguyên lạnh giá mà chị lấy của em? Các bạn cổ vũ cho cái sự nhường ngôi của chị Xuân Mai ạ. Và Kha Diên Bóc cũng là người đầu tiên có một cái ý tưởng từ gian khó mà khai sinh ra một ngành kinh doanh bán hàng trực tiếp. Tạo một cơ hội cho những người bình thường có thể khởi nghiệp tại nhà, bán thời gian từ hai bàn tay trắng. Có thể nói rằng là đây là một cuộc đột phá kinh doanh. Có người nói rằng Kha Diên Bóc làm mặt trời mọc lần thứ hai trên trái giới, thế giới này. Tại vì ở đâu có một cơ hội công bằng đến như thế này. Các bạn hãy cho Kha Diên Bóc của chúng ta, anh hùng của chúng ta, một trong tay thật lớn đi ạ. Và tôi cảm ơn hai người đã khuất, đó là Dick DeVos và Jay Vandal, một đôi bạn thân, một tình bạn chung thủy hơn nửa thế kỷ. Bởi cái khát vọng kỳ lạ cháy bỏng trong tim, là muốn trao một cơ hội công bằng nào đó trên thế giới này trước khi họ nhắm mắt xuôi tay. Và họ đã tạo ra một cái Amway kinh doanh dựa trên nền tảng đạo đức. Họ phát huy rất tốt những cái giá trị mà Kha Diên Bóc đã để lại. Và ngày hôm nay Amway được xây dựng bởi những nhà sáng lập của chúng ta với bốn một cái nguyên tắc rất là rõ ràng, đó là tự do lựa chọn. Bạn thích không ạ? Bạn thích không ạ? Đó là gia đình. Bạn có yêu gia đình của mình không? Bạn có muốn mình có một gia đình lớn không? Hy vọng. Bạn có muốn có hy vọng không? Hôm qua bạn vừa mới ốm đau bệnh tật, bạn vỡ nợ, mà bạn lóe lên một tia hy vọng thì bạn sống trong thiên đường rồi. Và giá trị tưởng thưởng. Và đêm nay công ty Amway Việt Nam đã làm theo di huấn của các ngài, tạo nên một đêm tưởng thưởng tuyệt vời.
Các bạn vỗ tay đi ạ. Đây là anh ấy. Vỗ tay lên bạn ơi. Tổng giám đốc của chúng ta với vóc người nhỏ nhắn mang đậm nét Việt Nam và đã xây viên gạch đầu tiên trong những ngày gian khó. Anh đã minh chứng cho thấy rằng Amway già về tuổi đời nhưng không bao giờ già về sản phẩm. Nụ cười luôn nở trên môi. Lòng nhiệt huyết. Và Việt Nam hôm nay chúng ta đứng ở trong top 11 trên toàn cầu cũng nhờ vào công sức rất lớn của anh. Các bạn hãy một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ Tổng Giám đốc Huỳnh Thiên Chiêu. Đây là người thầy của chúng tôi. Một người thầy để lại dấu ấn trong tim rất nhiều học trò. Và những pin cao của Việt Nam bây giờ đều có dấu ấn bàn tay của thầy. Một tràng vỗ tay thật lớn để tôi chào mừng thầy Trần Hiểu Bân của chúng ta. Thầy Trần Hiểu Bân của chúng ta. Và trong giờ phút xúc động này, tôi xin gửi một lời cảm ơn tới những người thầy nữa, những nhịp cầu nữa, những bạn trẻ, những người thầy của chúng tôi khởi đầu từ hai bàn tay trắng nhưng mà đã nếm mật nằm gai, quyết không để cho ngọn lửa lây tắt và truyền đến cho chúng tôi. Xin ban tổ chức có thể hỗ trợ chúng tôi. Xin DJ có thể cho những bản nhạc nào mà thể hiện được cái tình yêu thương tuyệt vời nhất để tôi xuống sân khấu, để tôi ôm hôn lãnh đạo của mình và để gửi cho các lãnh đạo tuyệt vời của chúng tôi những cô gái, chàng trai có thể tuyệt vật nhất trên đời này những bó hoa tươi thắm ạ. Gia đình tôi hôm nay có mặt ở đây, vượt 1.700 km có mặt ở đây. Tôi phải cảm ơn gia đình của mình. Đây là động lực vô cùng quan trọng đối với cuộc đời tôi. Gia đình tôi cổ vũ động viên tôi và ủng hộ tôi trong mọi quyết định của cuộc đời. Các bạn hãy dành một tràng tuyệt vời nhất để cảm ơn gia đình tôi.
Thực ra thì tôi lên Amway ấy, tôi làm Amway thì cái người mà giác ngộ Amway, hiểu Amway lại là mẹ tôi. Mẹ tôi thường theo dõi bước chân của tôi. Và cứ một người đến chơi thì mẹ tôi đều nói rằng: con còn làm lăn quay không con? Giang nhà bác nó rất kiên trì, con đừng có bỏ nó nha con. Mẹ tôi OB hộ tôi. Và một lần tôi nói với mẹ tôi rằng: mẹ ơi, con nhận được giá trị của Amway, con nhất định thành công với Amway. Mẹ cố mà sống mà chờ con. Khi con đến Diamond, con sẽ đưa mẹ đi du lịch. Và lúc này mẹ tôi nói một câu mà tôi không nghĩ ra: con ơi con, không đi du lịch lấy tiền được không? Không phải Amway mới có thể quy du lịch ra tiền nhé, mà một bà lão 80 nhà tôi vẫn có thể quy ra tiền. Nhưng mà Amway không cho phép nhà phân phối lựa chọn, còn mẹ tôi là ra yêu cầu luôn. Tôi nói: mẹ ơi, thế mẹ cần bao nhiêu ạ? Con sẽ lên Diamond. Mẹ yên tâm, con sẽ lên Diamond. Mẹ tôi nói: con lên Diamond, mẹ cần con mỗi tháng cho 10 triệu có được không? Và tôi nói: được mẹ ơi, con sẽ lên Diamond. Mẹ chỉ cần sống thôi, mẹ chờ con đi mẹ. Nhưng mà qua câu nói của mẹ mình, tôi hiểu rằng bà đang khích lệ tôi, động viên tôi và tự hào vì tôi. Nhưng tôi làm chậm quá. Tôi dán đầy những cái mục tiêu ở nhà mình. Mọi người đến tưởng tôi bị thần kinh. Tôi nhìn cái nét mặt mẹ mình, tôi biết không còn bao lâu nữa. Nhưng mà tôi cổ vũ, tôi lên Diamond. Mà tôi muốn có một ít tiền, không phải để làm gì mà để thách thức với năng lực báo hiếu của tôi. Và một đầu xuân năm 2019, mẹ tôi chút hơi thở cuối cùng khi tôi chưa hề đạt được Diamond. Và ngày hôm nay tôi đạt Diamond thì vắng mẹ mất rồi. Tôi rồi. Nếu hôm nay mà mẹ tôi nhìn thấy cái bức cảnh của tôi lên Diamond thì bà sẽ có thể sống thêm. Cho món quà quý giá nhất bạn tặng cho đấng sinh thành, đó là một sự yên tâm và tự hào về bạn. Có thể quá trễ đối với tôi, nhưng chưa hề quá trễ với các bạn. Chưa hề quá trễ với các bạn trẻ, đúng không? Bạn hãy thành công đi. Bố mẹ bạn tự hào về bạn. Yên tâm về bạn. Đó là món quà tuyệt vời nhất trước khi chúng ta từ giã nhau mãi mãi. Và đây là đội nhóm của tôi. Khổ thế chứ, mình già mình lại bảo trợ người già. Ô các bạn cứ xem ạ, đội nhóm nào trẻ toàn trẻ, nam toàn nam, nữ toàn nữ. Hình như có một cái luật vô hình nào đó. Kiên cường đứng vững. Trong suốt những thời gian qua, bảo trợ mãi không được người, được một chút thì bão nó cướp đi mất. Chân có một chút tài chính thì lại già quá. Có một chút tuổi trẻ thì lại nghèo quá. Tôi làm gì với đội nhóm này bây giờ ở một vùng cao nguyên như vậy các bạn ơi? Nhưng mà tôi đã
lời thề. Tôi đã hứa với lòng mình rằng cái này không có việc gì lớn. Việc lớn năm ngoái lo hết rồi. Còn lại hệ thống lo hết rồi, thầy lo hết rồi. Tôi chỉ có thể dùng sản phẩm và chia sẻ thôi thì tại sao tôi không làm được? Và tôi quyết định khởi nghiệp với kinh doanh của mình. Từ một nơi xa trung tâm, một nơi 8 giờ họ đi ngủ hết rồi. Với một đội nhóm như thế đấy ạ. Không có ngôi sao, chỉ có tinh thần bất khuất, quật cường, không gục ngã trước khó khăn mà thôi. Và đội nhóm của tôi hôm nay ở đây rất là đông. Xin cảm ơn các chị, các em, các cháu đã tin tưởng đi theo trong suốt thời gian qua. Các bạn thực sự là những đối tác và là bạn trọn đời của gia tộc chúng tôi. Tôi xem cái giờ nó cũng không quen lắm. Cho nên khi nào mà thấy mà chán tai rồi thì vẫy tôi xuống ạ, đúng không ạ? Và bắt đầu tìm hiểu rồi làm. Amway khó hiểu, khó tin, chứ không khó làm. Chỉ khi nào bạn tìm ra một lý do để làm Amway, tìm ra một lý do để thành công với Amway, xác định một mục tiêu rõ ràng và không ngừng tiến tới, bạn nhất định sẽ thành công. Và bắt đầu làm trực tiếp, đúng không ạ? Làm trực tiếp. Thì nó có một cái câu như mạng lưới mà tất cả chúng ta đều có. Mời có tới không ạ? Không. Tới có làm không ạ? Không. Rồi làm có bỏ cuộc không ạ? Mời không tới, tới không làm. Và làm rồi bỏ. Bạn còn làm không? Một khi ước mơ của bạn có sẵn, một khi khát khao của bạn đã lớn, một khi lời hứa danh dự của bạn như một chiến binh, bạn sẽ tiếp tục người tiếp theo, tiếp tục tiếp theo, mãi mãi là người tiếp theo. Rồi bắt đầu quay lại. Tôi là mau mắn lắm, hỏi lãnh đạo bây giờ cô làm gì? Thì cô đầu tư một cái văn phòng, rồi làm gì nữa? Thì cô mời người tới, rồi làm gì nữa? Thì cô chia sẻ, tôi mời cả xóm luôn. Hội nghị hoành tráng. Tôi làm, tôi OBB, tôi minh họa sản phẩm. Tôi làm 3S, rồi chả ai làm cả. Đến giờ này cũng không ai làm cả. Thế là hàng xóm tôi đã giải quyết xong với một số không tròn chỉnh. Các bạn cổ vũ tôi đi ạ. Cho nên các bạn có trong tay mình những nhân tài, những doanh nghiệp, những bạn giỏi công nghệ. Các bạn được ở gần anh Huỳnh Thiên Triều, gần Hồ Chí Minh, có trung tâm, đó là giấc mơ của chúng tôi. Ở những thứ vô cùng xa xỉ của chúng tôi, họp hay là học sản phẩm đều nhân với 300 km. Cho nên chúc mừng các bạn, chúc những đội nhóm các bạn đang phát triển mạnh ở Việt Nam ạ. Tôi tấn công về bạn bè. Tôi không có bạn bè trong này, tôi bay ra ngoài Bắc. Cũng không ai làm ạ. Hồi xưa thân nhau là thế ạ, bây giờ không làm. Và rất nhanh chóng tôi đã làm xong danh sách người thân. Cho nên bạn phải làm nhanh cái danh sách người thân, bởi vì thị trường lạ vô cùng lớn đấy ạ. Ngày hôm nay bạn đi với tôi ra đường, bạn đi cùng tôi và chứng kiến tôi gặp người là mở miệng. Mở xong là hết việc của tôi. Còn đón nhận hay không là việc của họ.
Đúng nào? Và sau đó thì tôi bị mang một cái, tôi bị cách xa khỏi gia đình. Các cháu nói là ước gì bác trở lại như xưa. Bây giờ chả thấy nấu nướng hay cả, chả thấy cải thiện gì cả. Suốt ngày âm quay nói vất ghét. Và rồi cùng làm người lạ. Đâu có người cần tôi tới. Ở đây có ai ở Bạc Liêu không? Tôi vào nhà công tử Bạc Liêu bảo trợ cháu công tử Bạc Liêu rồi đấy ạ. Rồi Bắc Nam. Tôi nói mẹ và con thi đua nhau, mẹ thì khỏe và con thì ra chậm. Mẹ tôi gọi cái hộp protein bán chạy số 1 thế giới là hộp sữa Mỹ. Và tôi cứ dụ mẹ tôi rằng mẹ khỏe đi rồi con đi mua sữa cho mẹ, và mẹ tôi đồng ý. Nhưng lúc tôi đi Trăng vẫn còn non. Khi tôi về Trăng đã non rồi. Tôi đã từng khoác ba lô đi từ Bắc vào Nam, một tháng ròng rã đấy các bạn ơi. Và cũng thấy không ăn thua, xung quanh không ăn thua, và theo những đàn chim cũng không ăn thua. À, tôi quyết định mua một tấm bản đồ về nhà, quyết định tập trung vào thị trường cao nguyên, lập căn cứ địa ở đó là một cuộc khởi nghĩa. Đội nhóm già không có tiền không sao, đội nhóm già nua không sao, đội nhóm trẻ nghèo không sao, chỉ cần sát cánh lại thì sẽ làm được. Và sau đó khi mà Tây Nguyên đã cháy rồi, thăng tiến Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh cháy xong, tiến về miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ, khu vực Nam Trung Bộ, và cuối cùng tiến về miền Bắc để giải phóng quê hương. Ông ấy cho làm là tốt lắm rồi, tôi không cần anh Triều ưu tiên. Và ngày hôm nay một lần nữa đứng trên sân khấu này, tuyên bố đội nhóm tôi không có những ngôi sao xuất chúng, nhưng sẵn sàng cạnh tranh lành mạnh với Amway Việt Nam trong thời gian tới. Giây phút hạnh phúc, rất hạnh phúc. Công việc gia đình của tôi hạnh phúc nhất là lúc giã những viên dinh dưỡng cho mẹ mình uống. Và hạnh phúc trong ông quay đó là như thế này đây. Chỉ cần làm sao sản phẩm không ướt là được rồi, còn mình ướt tí không sao, càng mát. Và bán hàng, và bảo trợ, và chăm sóc khách hàng, làm bánh cho người ta ăn, nấu cơm cho người ta ăn, thuê văn phòng, làm sinh nhật, và trên từng cây số đội nhóm ôm ấp lấy nhau để vượt qua sóng gió. Và mà hôm nay có công ty Amway ở đây, tôi thực sự rất nhiều lần định lên Diamond rồi, nhưng mà không lên được. Bão đa cấp, không biết là cướp của chúng tôi đi bao nhiêu người. Bây giờ đang chuẩn bị quay lại. Và phải động viên họ. Thấy họ già không? Và đang vui thì đứt dây đàn. Công ty Amway không hỗ trợ cho các bạn khi các bạn thuê tháng đâu ạ. Thầy trò tôi phải là phối hợp với các nhánh bên cạnh để mở ra phân phòng, sắm máy chiếu, rồi lấy mặt bằng, rồi lại chuyển. Mỗi lần nó hao đi mất đứt mất vài dặm dây. Và đến cuối cùng chúng tôi đã thuê được một cái trường đại học ở trên lầu 4. Và tôi nghe rất nhiều gió hú rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thì thôi, nhưng mà chưa bao giờ thấy gió hú.
và Đà Lạt mưa tầm tã, lưng bánh lốp xe và các đội của tôi đội mưa. Đi hội nghị là phải mang theo hai bộ quần áo, bạn đã như vậy chưa hả? Để sẵn bàn là ở trên trung tâm, mỗi tháng nấu ăn cho nhau một lần để xoa dịu tổn thương. Cảm ơn Hội Hoàng hậu ạ. Và có những đêm trời mưa rét mướt, mỗi chị em một cái áo mưa mỏng muốn văng xuống hồ. Và cái tiếng gió hú ở trên lầu ghê rợn sợ lắm các bạn ơi. Và đội nhóm này một số người nó không biết đi xe máy nữa cơ. Chỉ có một ước mơ, một khát khao, không muốn mất đi cái giá trị khi về xế bóng mãn chiều. Mà rồi chúng tôi đã dìu dắt nhau, trẻ ra cùng một tiếng nói. Hiện tại bây giờ theo tôi, đây là đội nhóm thương nhau nhất Việt Nam. Ô tay lớn ạ. Cho nên điểm mạnh của chúng tôi là gì? Là tình yêu thương, không có gì hết. Bạn tìm mãi không ra những doanh nghiệp, những người 3-4 bằng đại học trong hệ thống của chúng tôi, nhưng vẫn tạo ra kỳ tích. Và đang vùi đất dây đàn, Covid nó tới. Bây giờ sao? Cứ nấu cho nhau ăn, cứ chăm sóc da cho nhau, cứ sinh nhật với nhau, cứ đoàn kết với nhau, bây giờ có gặp nhau đâu. Và rất cảm ơn công ty ông quay một lần nữa là cho chúng tôi được dùng công nghệ Zoom. Và bắt đầu họp nhau lại. Thay ngay điện thoại cùi bắp sang điện thoại cảm ứng ngay. Ok lãnh đạo, cảm ơn các bạn. Bắt đầu mở một khóa huấn luyện nhắn tin trên mạng xã hội. Ơ nhá là ơ với để v kép nhá. E là e cộng e nhá. Với cùng các mẹ thâu đêm suốt sáng học. Và ngày mai tập bài của mình nhắn lên group toàn những từ vớ vẩn lung tung, nào bom nào đạn. Nhưng mà vẫn lên được online. Và khi Covid về, tôi nói rằng đây là cơ hội của chúng tôi. Tại vì chúng tôi rất khó theo sát người ta vì ở khắp Bắc và Nam. Cho nên là trực tiếp giúp chúng tôi tìm người. Online giúp chúng tôi là chăm sóc. Tôi nói là nhất định trong cơ hội ngàn vàng này, biến nguy thành cơ, chúng ta sẽ đột phá vào năm 2021. Giữa một kỳ giông tố, đưa hàng đến nhà nói không gặp, phải cây bắt đầu treo. Từ ánh mắt đến trái tim mà không nhìn thấy mắt đâu cả, không cho nói, sợ lây. Và đội nhóm anh hùng này đã quyết định đột phá và hoàn thành Diamond vào tháng 8 năm 2021. Minh họa rửa chén, làm body key, làm hô mặc ti, tất cả là trên mạng xã hội hết. Tôi nói là rồng mọc thêm cánh rồi. Ở cuộc sống bây giờ của tôi, ung dung cuộc sống xế chiều, mâm cơm đạm bạc bên hồ thành thơi. Vậy tôi lấy động lực gì để mà tiếp tục cuộc hành trình của mình đây? Bạn làm việc gì chắc nữa, nhiều tiền rồi là chán. Nhưng bạn làm ơi, bạn không bao giờ chán. Tại vì khát khao của chúng tôi bây giờ là muốn mong muốn tuyến dưới thành công. Chúng tôi như một nhà điêu khắc, nhặt nhạnh đâu đó những cái vật liệu thô sơ và tạc lên những bức điêu khắc tuyệt vời. Và cảm giác hạnh phúc khi ngắm những bức đó. Cho nên ngày hôm nay chính thức, hành trình của chúng tôi tiếp tục bắt đầu xông về phía trước.
Và rồi thì trải nghiệm thế giới đúng không nào? Bắn pháo hoa. Hôm nay bạn đến đây bạn thấy rất nhiều người rất là khó chịu khi mà mời đến đây. Tôi thế này vẫn nước rửa chén à? Tôi thế này vẫn kem đánh răng à? Bắn nước rửa chén mà bắn pháo hoa chúc mừng có bán không? Có bán không? Bán không? Ai đã từng xem phim Bản tình ca mùa đông và ngất ngây với nhân vật chính ạ? Giơ tay tôi làm quen ạ. Chúng tôi đến phim trường và tôi muốn dừng lại ở đây một tí. Hôm đó là đoàn Việt Nam gặp may. Thực ra phim trường không đẹp. Không đẹp các bạn. Nhưng muốn làm lay động bao nhiêu trái tim của những người yêu nhân vật chính của bộ phim này đúng không nào? Và đoàn Việt Nam thì đến thì bắt đầu tuyết mới rơi. Và đoàn Việt Nam ngắm tuyết xong thì tuyết tạnh. Thật đấy, anh Triều ở đây mà. Và chúng tôi ngồi ở trong cái nhà kính. Mùi khoai nướng và mùi ngô rất là thơm. Dân xa xứ thì rất là nhớ thương nhau. Và tôi bất chợt, vì có mình mà, cho nên dễ ngắm cảnh. Còn mấy anh chị đi đôi là không thấy cảnh này. Cổ vũ tôi đi ạ. Tôi thấy là một cái cảnh vật hoang tàn bị những cái cánh tuyết nó phủ lên và trở thành kiệt tác. Tôi mới nghĩ rằng bạn sẽ rất bình thường, nhưng hãy để khó khăn nó phủ lên bạn, bạn sẽ tỏa sáng. Vỗ tay đi ạ. Cho ngày hôm nay chúng tôi làm việc với tinh thần một chiến binh. Khó khăn tới đây không sợ đâu. Khó khăn tới đây không sợ đâu. Và rồi tôi ôi bê anh Triều. Tôi đây em. Em có công rất lớn với Việt Nam. Xin em đừng bao giờ từ bỏ ông quay nhé. Ê, anh Triều. Amway thì có rất nhiều những cái trải nghiệm. Các bạn có thể được rất nhiều nhà lãnh đạo. Tôi muốn dừng lại ở đây. Không đẹp trai như lúc đầu đâu, nhưng để trong tôi một tình yêu, để trong tôi một niềm cảm xúc không bao giờ quên. Và đây là bức hình tôi rất là quý giá. Anh Huy Thiên Triều chưa cho nó có. Một chuyến đi sang Hồng Kông, Đài Loan. Và bên đó người ta tặng chúng ta một món quà là cái nồi hoàng hậu nấu cho 30 người ăn, nó rất là lớn. Nhưng mà tàu không cập bến như dự kiến bởi vì bão. Cho nên trong đêm thanh vắng, nhà phân phối ngủ say, thì toàn bộ nhân viên Amway phải đội áo mưa trong rét mướt bê từng cái nồi lên tàu. Tình này nghĩa này chúng tôi không thể nào quên. Và cái nồi đó nó không thể nấu được bếp từ, nhưng ai xin tôi cũng không cho. Hình như cái nồi đó là anh Triều bưng cho tôi thì phải. Và rồi được vinh danh đúng không nào? Công ty Amway vô cùng tinh tế, được vinh danh trang trọng. Hôm qua lần đầu tiên đi hạng máy bay first gì đó. Phất lát. Nhà quê ra tỉnh không hiểu, cho nên mang sẵn đồ ăn chay đi theo. Thấy cái vé hôm nay nó màu nâu nâu. Và trịnh trọng mời cô vào phòng chờ. Ôi trời ơi, nó đầy trong đấy rồi. Và khi xuống máy bay thì người ta có một cái xe riêng để chở mình ngồi lên và xuống. Và đây chính là cái giá trị tưởng thưởng mà Amway đã dành bất ngờ cho những người như chúng tôi. Xin cảm ơn Amway. Và bây giờ đây, chuyển mình cùng thời cuộc. Chúng tôi là những chiến binh. Tiếp tục phát
triển ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh để phù hợp với xu thế. Và anh Duy Hiến nói với tôi rằng, cô làm gì con không biết, nhưng cô lọt vào top 60 người có điểm cao nhất để lọt vào vòng trong. Cho chúng tôi lớn tuổi rồi, ở một vùng rất là xa xôi, không có bất cứ một cái điều kiện gì hết. Tôi không ngóng chờ sự động viên từ tuyến trên của mình. Tôi không ngóng chờ những cái gì thuận lợi Amway mang lại cho chúng tôi. Vì ước mơ của mình, vừa khát khao của mình, chúng tôi đã đột phá giới hạn của mình. Về tuổi tác, về địa hình, về công nghệ. Và tỏa sáng ngày hôm nay và sẽ và mãi mãi còn tỏa sáng với Amway Việt Nam. Quyết tâm đưa Amway Việt Nam trong thời gian gần nhất là khát khao của tôi, đó là lọt vào top 7 cơ, chứ không phải top 11. Tôi làm được, tất cả các bạn làm được. Chúc các bạn thành công. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng tuyệt vời của Diamond Nguyễn Thị Giang. Và Tài tin chắc chắn rằng những chia sẻ quý báu vừa rồi của Diamond Nguyễn Thị Giang sẽ giúp cho tất cả các anh chị nhà phân phối có thêm niềm tin, có nhiều thêm động lực để phát triển kinh doanh và tiến tới những nấc thang thành công cùng Amway Việt Nam. Và một lần nữa xin được trân trọng kính mời lên sân khấu anh Huỳnh Thiên Triều và chị Nguyễn Thị Lệ Uyên sẽ cùng bước lên sân khấu để trao hoa, khung hình kỷ niệm và chụp ảnh lưu niệm cùng với tân Diamond Nguyễn Thị Giang. Xin được trân trọng kính mời. Một lần nữa, các anh chị ơi, chúng ta hãy nổ tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng tân Diamond Nguyễn Thị Giang.